Hello, xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây Tiger và chào mừng các bạn đến với kênh Yêu Xuyên Đá của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cận cảnh 32 em xuyên đá này và giới thiệu tên của các em ấy luôn. Và em đầu tiên là em xuyên đá Đế Vương Hồng. Thì loại này ở nhà mình có rất là nhiều rồi. Tuy nhiên là do combo có nhiều loại mới quá cho nên là mình bị hấp dẫn. Và trong combo 32 cây này nó có đến 4 em sen đá Đế Vương Hồng. Ngoài Đế Vương Hồng ra thì trong combo 32 cây này cũng có nhiều loại nó giống nhau, có khoảng từ 1, 2 hoặc là 3 cây. Thì những cái loại nào mà nó giống nhau thì mình sẽ giới thiệu tên một lần thôi nha. Ok, em tiếp theo là em sen đá nâu. Bên cạnh 4 em Đế Vương Hồng thì mình mua được 2 em sen đá nâu. Về cái vóc dáng hình ảnh của hai em này na ná giống nhau vậy đó. Tuy nhiên nếu mà nhìn ở ngoài á, thì em Đế Vương Hồng nó màu nó sáng hơn một xíu, còn em đá nâu thì nó hơi màu sẫm và lá nó hơi bóng bóng. Do trời hôm nay cũng hơi ui ui á, cho nên là mình quay cái em sen đá Đế Vương dìm hàng, quá dìm hàng luôn. Ở ngoài nó trắng bao nhiêu là trắng, còn lên hình nó hơi bị đen. Em mình sẽ quay cận cảnh cái em sen đá nâu cho các bạn xem ha. Cái lá nó bóng bóng và đầu mỗi cái lá nó không có màu hồng. Còn nếu bạn cầm cái em Đế Vương Hồng lên thì bạn thấy cái đầu cái lá nó sẽ hơi ửng hồng một xíu. Em mình sẽ cầm hai em cùng lúc để các bạn đối chiếu. Thực ra thì sen đá có rất là nhiều dòng và trong combo này thì có nhiều loại mình cũng không biết tên luôn. Ok, bye bye hai em ấy. Mình sẽ tiếp tục với em thứ ba, đó là em ống điếu. Thì khi mà đập hộp sen đá thì mình cực kỳ thích em này luôn, bởi vì trước đó là mình có tìm hiểu về sen đá bonsai thì mình thấy cái loại sen đá ống điếu này làm bonsai cái dáng rất là đẹp. Bây giờ dáng nó thụ và uống lên rất là đẹp luôn. Tiếp theo cũng lại là một loại sen đá thân thủ, đó là hoa cúc tím. Ở đây là sau khi xả đất và tỉa bớt bộ rễ thì mình có bỏ bớt những cái lá bị sốc nhiệt đi, cho nên bạn thấy nó không có đẹp cho lắm. Trong video này mình sẽ review ngay sau khi đập hộp và mình đã xả đất phơi rễ cũng như là tỉa cái sen rồi, cho nên các bạn sẽ thấy nó màu nó chưa có đẹp lắm, cũng như là sen nó chưa có đúng dáng đúng form. Tiếp theo là một em viền đỏ. Thì sau khi search rất là nhiều trang trên Google thì mình mới tìm được cái tên của em này. Thực chất thì sen đá có rất là nhiều loại và người bán, ngay cả người bán cũng chưa chắc là biết hết tên của các loại em sen đá nữa. Và mỗi tập review như thế này là mình phải lên Google sẽ rất là nhiều. Cho đó là những cái em nào mà mình để tên nó chưa chính xác thì các bạn có thể để lại bình luận phía dưới video này nha. Hoặc là những cái em nào mà mình bó tay chấm cơm rồi, như cái em này nè, mình thấy nó vấn vấn giống như em Ngọc Trinh, nhưng mà thì chắc là cái lá Ngọc Trinh nó sẽ khác nữa. Mà người bán thì không có đính kèm tên, cho nên bạn nào biết thì có thể là chia sẻ thêm cho mình và các bạn khác cùng biết nữa nha. Còn đây thì rất là quen thuộc, đó là em Sedum. Thông thường thì mình thấy em này làm tiểu cảnh rất là đẹp luôn. Và tiếp theo là em sen đá nhung viền đen. Nơi nói mà có nhiều em sen đá lướt qua mà mình quên được tên luôn, nên các bạn có thể xem lại video để nắm tên của em ấy nha. Và tiếp theo là một loại sen đá rất là quen thuộc, đó là hoa hồng Hà Lan. Đây là một loại sen mới du nhập vào nước ta thôi, nhưng mà hầu như cái vườn sen đá nó cũng bán và hầu như bạn nào chơi sen cũng đều có loại này hết.
Ở tập trước thì mình đã meet 5 em sen đá hoa hồng Hà Lan rồi, cho nên các bạn nếu quan tâm thì em ấy có thể xem lại video nha. Còn đây là sen đá tím, lên hình thì nhìn nó không có tím cho lắm, thì chắc là video này mình không có chỉnh ánh sáng nhiều mà hầu như là mình để nguyên bản luôn đó, để các bạn có thể là nhìn thấy được cái màu sắc thực của các em ấy ngay khi mới về nhà của mình luôn. Còn đây là em sen đá Nhật Nguyệt, mới về thì nhìn em ấy chưa có đẹp đâu, nhưng mà mình trồng một khoảng thời gian thì sen đá mới ra form rất là đẹp luôn. Và tiếp theo đó là một nồi sen đá kim cương. Này hình như là sen đá người ta mới ươm lên hay sao á. Phía sau sẽ có một sen đá kim cương trưởng thành cho các bạn xem cận cảnh rõ ràng hơn. Và đây là em hàm cá sấu. Mình thấy cái loại sen đá này rất là ưa chuộng trong giới văn phòng, bởi vì nhìn nó giống cây nha đam đó, và đặt lên cái bàn làm việc rất là đẹp luôn. Còn đây là em hồng dâu. Trong combo này thì mình có đến hai em hồng dâu, và cái màu ở ngoài á nó rất là đẹp luôn. Và mình có làm một cái video xếp hình mini game với cái em hồng dâu này rồi. Còn đây là em sen đá kim. Hầu như là trong quá trình vận chuyển thì em ấy không có bị tổn hao gì cả. Tiếp theo sẽ là em sen đá vuốt. Vậy nhìn những cái chiếc lá của nó giống như một đôi giày có vuốt vậy. Hay là có nhiều người sẽ thấy nó giống như cái trái thơm, trái khóm. Và đây là một loại sen đá hoa cúc. Ở đây là hoa cúc xanh, còn ở trước đó là hoa cúc tím. Tiếp theo là em chữ ngọc đính. Mình cũng thấy cái loại này người ta làm tiểu cảnh rất là nhiều luôn. Những cái dòng mà chuỗi ngọc á, rất là được ưa chuộng. Và cái cây này có nhiều nhà vườn đã trồng nó rất là dài, rất là dài, dài đến mấy mét luôn đó. Tiếp đến là em sen đá kim cương. Mình rất thích em này bởi vì nhìn cái lá nó có những cái khía giống như những cái cạnh của kim cương vậy. Ngoài ra thì cái loại sen đá kim cương thì nó sẽ phù hợp với phong thủy của những bạn tuổi Tý. Còn đây là sen đá mà mình bỏ tay chấm cơm luôn. Nếu bạn nào biết tên của em này có thể để lại bình luận giúp mình nha. Ok, đó là tên của 32 sen đá mà mình vừa tập hợp ngày hôm trước. Trong số này các bạn thích em nào hãy để lại bình luận chia sẻ cho mình nữa nha. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây, và các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.